Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày kỵ sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tích lịch hỏa kỵ tuổi quý mùi Ất Mùi, ngày thuộc hành Hỏa khác với hành Kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim, không sợ Hỏa. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu, thành Kim cục, xung với Mùi, hình tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng. Sao chu tước khắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tí Sửu nhị hợp thụy cục cho nên với bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu đón ngày 29 Tết với nhiều niềm vui và khả sự hứng khởi nữa đa phần mọi người đều được nghỉ Tết bắt đầu từ ngày hôm nay đây là thời điểm mà bạn tuổi Tý dành thời gian cho gia đình của mình với bà tuổi Tý trong ngày hôm nay đào hoa đang có được dấu hiệu vượng sắc bạn là người thông minh tràn đầy sức sống nên đi đâu cũng có được người yêu kẻ mến những bạn đã có nửa kia hay là đã có gia đình rồi nếu như có kế hoạch hâm nóng tình cảm trong ngày nghỉ Tết đầu tiên như thế này thì rất chi là tuyệt vời bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tý lại gặp được thiên ấn chiếu mệnh cho thấy với bà tử tí rất hăng hái giúp đỡ những người thân để chuẩn bị đón Tết. Thời điểm này, ngay cả những công việc lật vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho bạn những trải nghiệm thật là hào hứng, đặc biệt là nếu nửa kia của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Và ngày này với bà tử tí, nếu như có ý định xuất hành đi xa, bạn cần phải xuất hành theo những hướng tốt để gặp nhiều may mắn như là hỷ thần, hướng đông bắc, và tài thần hướng chính nam. Hai hướng này giúp cho bạn đốn được nhiều may mắn, gặp được tài lộc về tay nữa. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy dành nhiều thời gian cho gia đình và người thân. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đào hoa khởi sắc Tình duyên ấm áp, từ vi tuổi canh tí, thuộc thổ, hào hứng giúp đỡ mọi người để đuôn Tết. Từ vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, nên xuất hành thiêu hướng tốt trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi xỉu thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu cái con đường tài lộc của bạn rất chi là ổn định trong ngày hôm nay thậm chí là có phần dư giả nhờ cái khoản tiền thưởng Tết từ trước đó với bạn vì vậy, với bà tử xỉu, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính trong lúc này. Với bạn, hoàn toàn có thể yên tâm chi tiêu trong những ngày Tết. Nhưng bạn cũng không nên vì thế mà vung tay mua sắm quá đà. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cho thấy với bà tuổi Sửu, bạn cần phải chú ý tới vấn đề ăn uống để bảo vệ sức khỏe cho mình được tốt hơn Dịp Tết là thời điểm mọi người nghỉ ngơi xả láng sau một năm làm việc bận rộn cho nên các kế hoạch tụ tập liên hoan liên tục được diễn ra Và với bà tuổi Sửu nếu như dùng nhiều đồ kích thích ăn uống không lành mạnh rất có thể sẽ làm cho bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe. Đây là điều không hề may mắn cho bạn chút nào khi năm mới sắp bước sang, về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tài lộc dư giả tha hồ sắm tết tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên xây dựng kế hoạch mua sắm hợp lý tránh vung tay quá trán tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa nên chú ý tới vấn đề ăn uống để bảo vệ sức khỏe được tốt hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ tránh sử dụng nhiều đồ kích thích có hại cho cơ thể tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tụ tập liên hoan một cách lành mạnh Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi dần có thể sẽ gặp họa phá tài do suy nghĩ thiếu cẩn trọng thậm chí có thể mất tiền oan mà chẳng hề hay biết nữa với bà tuổi dần, đôi khi quá tự tin, quá tin người ai nói gì cũng chẳng hề nghi ngờ, ấy thế nên mới dễ bị lừa gạt đến như vậy. Ngoài ra, bạn tuổi dần, với những quyết định trọng đại trong ngày hôm nay, bạn nên suy nghĩ cho, cẩn trọng hoặc là lùi lại một vài ngày để suy nghĩ tháo đáo hơn. Trong dịp Tết, bạn hãy cứ vui hết mình và quẳng những gánh lo sang một bên. Trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Chưa thấy Hôm nay với bạn tuổi dần, bạn cần phải nhún nhường hơn một chút. Đừng có ăn thua nhau mà làm gì, nhất là đối với người thân yêu trong gia đình. Những ngày Tết đốn xuân sang, gia đình hòa khí mới là điều quan trọng nhất. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy có thể gặp họa phá tài do thiếu cẩn trọng. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa có nguy cơ mất tiền oan nhưng không hề hay biết Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên vội vàng quyết định các vấn đề trọng đại từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nên kiên nhẫn và nhún nhường hơn đối với người thân Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim cứ vui hết mình trong những ngày tết đón xuân sang và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp bốn sao tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày cố tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi mão có thêm phần quyết đoán không để cho mọi chuyện xảy ra trái với ý mình bạn tuổi mão bạn là người tháo vát biết cách thể hiện vai trò quản lý trong gia đình trạng mấy khi cả gia đình có dịp Tết đoàn tụ đông đủ như thế này, với bà tuổi mão thường đưa ra các ý tưởng độc đáo để gắn kết các thành viên trong gia đình, mọi người đều rất ngạc nhiên với khả năng nắm vai trò của bạn. Và trong ngày thứ tư này với bà tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khác Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ma Áo là bạn cần phải chú ý đến cách nói chuyện của mình, dù trong lúc nóng nảy hay là khôi hài thì bạn cũng cần phải chú ý cách ăn nói, đặc biệt là càng đối với người thân thì lại càng phải cẩn trọng. Bạn có biết lời mỉa mai, khóe cạnh của bạn chính là yếu tố làm cho tình cảm trở nên rạn nứt? Tết là dịp vui vầy, chẳng ai lại muốn ôm nỗi hậm hực, bằng mặt mà không bằng lòng với nhau phải không bạn tuổi mão? Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, chú ý cách nói chuyện với những người xung quanh. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, quyết đoán, tháo vát, có vai trò quan trọng trong gia đình, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ luôn tìm cách gắn kết tình cảm của các thành viên trong nhà, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nên suy nghĩ trước khi nói để giữ hòa khí với mọi người, tử vi tuổi quý mão thuộc kim cách nói mỉa mai cạnh khóe của bạn gây tổn thương rất lớn cho người khác. và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này rất có thể bạn sẽ phải trải qua một ngày với nhiều sóng gió khi có sự xuất hiện của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi gây ra ảnh hưởng của cục diện này khiến cho đôi lứa thiếu đi sự tin tưởng thiếu đi sự tinh tế trong việc đối thoại gây ra những giận hờn và tổn thương sâu sắc Tuy nhiên, với bà tuổi thìn trong ngày này lại nhờ có được chính tài chiếu mệnh, cho nên bạn nhận được nhiều nguồn thu nhập đáng kể, đó có thể là tiền thưởng, quả biếu hoặc là lợi nhuận kinh doanh, buôn bán được thu về. Dù cũng phải chi tiêu không ít, nhưng nhìn chung với bà tuổi thìn, cái nguồn tài chính của bạn vẫn được ổn định, không quá biến động lớn. Đây quả thực là tin mừng để cho bạn mạnh đón một cái Tết ấm no và xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn ngày này là ngày tốt để cho bạn xuất hành giá thú nhưng tránh động thổ bạn mệnh có thể cùng gia đình đi dạo phố ngắm không khí tràn ngập khắp phố phường để cảm nhận cái tết đang đến rất gần với mình về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm lứa đôi trục trặc có dấu hiệu rạn nứt, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, giận hờn, tổn thương khiến cho tình yêu dần xuất hiện khoảng cách, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cái nguồn thu tài chính đáng kể, đón Tết no ấm, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, ngày tốt để cho bạn xuất hành nên chọn những hướng tốt để gặp nhiều may mắn, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, có thể đưa gia đình đi du xuân, ngắm cảnh phố, đón Tết xuân về về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi giàu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ dậu sĩ phù trợ, cho nên con đường tình duyên của bà tuổi Tỵ trong ngày hôm nay khá chi là lý tưởng. Bà tuổi Tỵ bạn không có gì phải lo lắng về đối phương, bạn biết rằng người ấy đang yêu thương mình rất nhiều nữa rồi. Vào thời điểm này, nếu như bạn tuổi Tỵ đã chắc chắn về lựa chọn của con tim mình thì nên thẳng thắn đối mặt chứ không nên muốn đi đường vòng thêm nữa. Vốn là người thông minh nhưng trong chuyện tình cảm với bạn tuổi Tỵ, bạn dễ hành động thiếu cảm tính. Song lần này thì cảm tính của bạn đã giúp cho bạn nắm được hạnh phúc trong tay. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ có thể sẽ vẫn gặp phải chút sóng gió trong các mối quan hệ xã giao của mình. Bạn bị đẩy vào tình huống khó xử, nếu như làm hài lòng người này thì mất lòng người kia và ngược lại, không thể nào làm đẹp được cả đôi bên. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng hỗ trợ cho bạn về phương diện sức khỏe rất nhiều. Cơ thể của bạn đã có được dấu hiệu cải thiện sau một thời gian dài tập luyện thể dục thể thao đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Nhờ đó mà Tết này với bà tuổi Tị hoàn toàn có thể yên tâm với thể chất tuyệt vời của mình. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ ác tình duyên lý tưởng đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ thẳng thắn đối mặt với tình cảm của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc lựa chọn theo cảm tính mang về hạnh phúc ngọt ngào cho bạn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim cái mối quan hệ xã giao của bạn khóa chu toàn cả hai bên. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy sức khỏe ổn định tâm yên tâm đón Tết. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất, tuổi mùi. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành ngọ sửu tư hại mà với bạn tuổi ngọ bạn không được mấy vui vẻ. Dù đã là những ngày nghỉ Tết nhưng với bạn tuổi ngọ vẫn còn nhiều nỗi bận tâm về công việc chưa có thể giải quyết xong được với bạn tử ngọ, bạn vốn là người rất dễ nóng nảy và dễ trở nên cáu gắt với những người xung quanh khi mọi việc tiến triển không được như ý muốn. Hơn nữa, bạn tử ngọ càng thêm khó chịu khi cảm thấy một mình mình phải đang làm quá nhiều việc mà không được ai giúp đỡ hay là cảm thông may mắn là trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi ngọ có điều khó chịu ở trong lòng thì bạn nên thẳng thắn nói với mọi người để tìm cách giải quyết chứ đừng có để cho những ngày tết đốn tết kiếm vui bực dọc ở trong người bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho kim. Cái điều này cho thấy về con đường tình duyên của bản mệnh lại khởi sắc một cách rõ rệt. Dù bạn khá nóng nảy, nhưng chẳng vì thế mà bị người ấy ghét bỏ, trách mắng, đối phương đã quá hiểu và thông cảm cho bản tính của bạn, cho nên bỏ qua cho bạn mà thôi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, chưa được nghỉ ngơi, do công việc còn nhiều rối rắm. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, dễ cáo gát tút giận lên người khác từ vi tuổi mậu ngọ thuộc họ nên thẳng thắn tâm sự với những nội khó chịu để cùng tìm cách giải quyết từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình cảm khởi sắc nửa kia luôn quan tâm và thông cảm từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc bực dọc vì thấy một mình mình phải giải quyết quá nhiều công việc về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn đang phải trải qua một ngày không được mấy suôn sẻ cho lắm. Có những chuyện bạn cứ nghĩ mình đã hiểu rõ và không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai và đây là nguyên nhân khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối và để tránh những phiền phức không đáng có xảy ra với mình, với bà tuổi mùi, bạn cần phải chú ý tới cách ăn nói, tránh làm mất lòng người đối diện. Kể cả có lòng tốt, muốn góp ý, bạn cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, không để khiến cho người nghe bị tổn thương. Tuy nhiên, với bà tuổi mùi trong ngày này lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy về con đường tài lộc của bạn đang có được báo hiệu khởi sắc rõ rệt. Bạn tuổi mùi chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính, bạn có thể yên tâm chi tiêu trong những ngày Tết. Nhưng cũng đừng vì thế mà phóng tay, mua sắm quá đà. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, cũng đang gặp ngày có thổ khí đương vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi mùi cần phải chú ý chăm lo cho sức khỏe của mình bạn tuổi mùi có thể vì những chuyện căng thẳng trước đó mà dễ gặp phải những vấn đề về tiêu hóa, ăn uống kiếm ngon miệng về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nên học cách lắng nghe lời khuyên từ những người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần phải chú ý cách ăn nói để không vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nên dùng từ ngữ uyển chuyển khi góp ý cho người khác. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tài vận được dư dả yên tâm chi tiêu trong những ngày Tết. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc căng thẳng khiến cho ăn uống kiếm ngôn miệng. Vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thân Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này Đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh Cho thấy về gia đạo của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay Rất êm ấm, vợ chồng đồng lòng, con cái ngoan ngoãn Bạn tuổi thân, bạn biết cách chăm lo cho những người thân yêu của mình Như vun viến hạnh phúc gia đình nên tình cảm của mọi người rất chi là ấm áp. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân, nếu gặp khó khăn quá, bạn cũng có thể chia sẻ với những người thân về những gian nan của mình. Chắc chắn mọi người đều rất lo lắng khi thấy bạn vất vả như vậy và luôn sẵn sàng san sẻ gánh nặng cho bạn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy nửa kia của bạn là người thấu hiểu. Bạn nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết một cách thỏa đáng. Hai người cùng suy nghĩ thì dù vấn đề có khó khăn, phức tạp đến mấy đi chăng nữa, cũng đơn giản và nhanh hơn rất nhiều. Và ngày này với bạn tuổi thân là ngày 29 âm lịch thiêu hại thượng lạn ông nhân thần ở trong cùng đầu gối bàn chân và sau ống chân và bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm trích ở các vị trí này vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy gia đạo êm ấm vợ chồng đồng lòng tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa biết cách chăm lo và vun vén cho hạnh phúc gia đình tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên chia sẻ những gian nan mà mình gặp phải với người thân tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nửa kia luôn thấu hiểu và cảm thông cho bạn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tránh va chạm mộ xỉa châm chích ở xương cùng đầu gối Bản chân và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 7 số 8 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát Tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thí tuổi Thìn tuổi Tỵ thì. Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi giàu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu xỉu phù trợ cho nên với bạn tuổi giàu nhờ thế mà có thể yên tâm ngủ ngon và cho phép bản thân mình thức dậy muộn trong ngày hôm nay sau những vất vả mà bạn phải chèo chống trong suốt thời gian vừa qua và thời điểm này những mâu thuẫn trước đó cũng dần được hóa giải các mối quan hệ về tình cảm trở nên hài hòa tốt đẹp hơn hẳn đặc biệt là tình cảm gia đình của bạn có thêm phần bền chặt hơn bao giờ hết bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bạn tự giàu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy về mối nhân duyên tốt đẹp của bạn tự giàu bạn về người ấy càng trở nên thấu hiểu nhau hơn cả hai đều trân trọng và cố gắng vun vén cho mối quan hệ này. Nếu như bạn còn chưa đi tới hôn nhân, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, có thể sau Tết chẳng hạn, chắc chắn hai người sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người để có thể tính tới chuyện trọng đại về chung một nhà nữa rồi về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy được nghỉ ngơi thoải mái sau những vất vả trong suốt thời gian vừa qua tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mọi mâu thuẫn đều được hóa giải tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ gia đình hạnh phúc quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cái mối quan hệ giữa vợ chồng tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đôi lứa có thể tính tới chuyện kết hôn sau khi uh, Tết đến xuân về. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất, thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, Thìn Tuất xỉu mùi, cho nên với bà tuổi Tuất có phần quá thẳng thắn trong ngày, đặc biệt là khi đối thoại với một số người có quan điểm trái chiều, bạn cần phải chú ý cách diện đạt của mình để không gây ra những mâu thuẫn, rắc rối ngay trước thềm năm mới sắp tới. Hơn nữa, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay cũng không thực sự được vui vẻ. Trước sự thúc giục của gia đình, người thân, bạn cảm thấy vô cùng đau đầu và mệt mỏi. Nhất là khi tình cảm đơn phương của bạn lại chẳng hề nhận được sự hồi đáp từ người ấy may mắn là trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tử tuất lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn cho nên với bạn tử tuất không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong lúc này bạn biết cân đối trong việc chi tiêu để không rơi vào cảnh nợ nần hơn nữa thu nhập từ công việc chính và khoản thưởng cuối năm của bạn cũng khá đủ để cho bạn có được cuộc sống sung túc đón tết vui vẻ Bên cạnh đó, trong ngày này, đối với những gia đình của thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa quá thẳng thắn có thể gây xích mích tranh cãi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên chú ý cách diễn đạt không nên đối chọi gay gắt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, tình cảm đơn phương, không được đáp lại, tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, tài chính ổn định, biết cách chi tiêu cân đối, tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, không nên sửa chữa, di chuyển đồ đạc hướng. Về đánh giá của ba tuổi tốt trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội nâng đỡ cho nên với bà tuổi hợi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày với tinh thần cực kỳ là phấn chấn và hào hứng và với bà tuổi hợi bạn đã vạch ra sẵn cho bản thân mình những kế hoạch thực sự cần thiết trong năm mới và lúc này là lúc bạn cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức cho mình trong ngày này, với bà tuổi hợi, bạn hãy giúp đỡ người thân, dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa, đồng thời tranh thủ hội thăm những người bạn, người họa hàng đã lâu không gặp mặt. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, làm cho bạn tuổi Hợi, bạn biết mình nên làm gì để giữ được trái tim của người ấy. Tình yêu chẳng thể mà à, bền vững mãi mãi. Bạn cần phải luôn hành động và hâm nóng tình cảm của hai người. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khác cho thấy bạn đang có vấn đề về sức khỏe khiến cho bạn phải đau đầu. Một số dấu hiệu bất thường của cơ thể khiến cho bạn khá lo lắng. Bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ kịp thời để ăn Tết được nguồn miệng và thoải mái hơn. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ nên chú ý tới sức khỏe, đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tinh thần phấn chấn, hào hứng để đón Tết. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc, giúp đỡ người thân dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa từ vi tuổi tân hợi thuộc kim biết cách hâm nóng tình cảm để giữ tái tim người ấy từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy tranh thủ hội thăm những người bạn họa hàng đã lâu không gặp vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 6, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn lại.